Rồi, hôm nay chúng ta học, trước tôi hôm trước tôi định nói là định hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài về luyện tập. Mà thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ hôm nay sẽ dành một cái buổi để nói thêm một chút về các kiến thức mới, sau đến ngày hôm buổi sau mới là cái buổi chúng ta ôn tập nhá. Tức là tôi trong chương trình phổ thông ấy, chương trình lớp 10 ấy, thì những phần mà chúng ta đã học rồi là đều có trong chương trình phổ thông, trừ ra cái phần ghi ra tệp thì không có, mà tôi vẫn đưa vào cho chúng ta có cái hình dung thêm nhé. Thì trong chương trình phổ thông thì ngoài cái chuyện, ngoài những cái phần chính nhất là làm cái phần liên quan chủ dữ liệu dãy số và kiểu dữ liệu string, thì nó còn có một cái nó còn có một cái nội dung nữa mà ở trong chương trình phổ thông là họ yêu cầu là như này nhé. Tức là chúng ta sẽ phân biệt được các cái lỗi của chương trình và cách chúng ta có thể kiểm soát lỗi như thế nào. Đó, thì đó là cái bài học của hôm nay nhé. Chính đó là cái phần, là cái chương cuối cùng của cuốn sách đấy. Các cách chúng ta bắt lỗi như thế nào. Chúng ta biết là một chương trình Python là nó là một cái file P thôi, là nó gồm có N cái lệnh, và chương trình gọi chương trình thông dịch, nó chạy từ lệnh 1 đến lệnh cái N, chạy tới đâu thì thiện tới đó. Chứ nó không không nó không như là các ngôn ngữ khác là nó phải biên tập ra file exe để chạy, còn thế này thì không, nó cứ chạy từng lệnh một. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nó gặp lỗi thì nó sẽ dừng lại, nó báo lỗi, và như vậy chúng ta phải làm thế nào để kiểm soát để cho nó không bị tung ra, nó không bị lỗi nữa. Đó thì bài học chúng ta là cái bài mà để phân biệt các cái loại lỗi xảy ra khi chúng ta viết chương trình và cách chúng ta có thể kiểm soát được lỗi nhé. Rồi thế thì vì là Python là chế độ thông dịch cho nên là nó sẽ nó chạy từng lệnh một từ trên xuống dưới. Như vậy chúng ta sẽ phải học các cái loại mà phát sinh lỗi khi chúng ta viết lệnh. Thế thôi. Thì lỗi là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì chúng ta khi chúng ta gõ lệnh đây thì nó báo lỗi. Chúng ta vẫn vẫn thường thấy đấy là như này, nhân viên tôi làm một lệnh như này. Ví dụ tôi gõ cái lệnh như này. Đó. Tôi gắn ghi biến nhớ là tên là if và bằng một thì máy báo lỗi ngay. Lúc này mà thông thường khi trên màn hình khi nó có lỗi nó là cái chữ màu đỏ thì chủ yếu nó là lỗi. Đấy. Chúng ta chú ý nhé, thì lỗi này là lỗi gì đây? Lỗi là chúng ta đã dùng cái biến nhớ trùng với tên của từ khóa, cái từ if là cái từ khóa. Chúng ta biết rằng là trong Python thì chúng ta không được phép định nghĩa bất cứ một cái định danh nào bằng cái từ khóa cả. Cái từ khóa là cái từ ngoại lệ đó, chúng ta chú ý, cho nên là không được phép mà đặt tên các cái biến nhớ hay là các cái hàm số bằng các từ khóa. Thế thì khi chúng ta gõ cái lệnh này là sai, được chưa? Chúng ta thêm một lệnh nữa nhé, ví dụ như là x bằng như thế này, lấy ví dụ như này, enter, bài của bài cũng báo lỗi đỏ lòm. Đấy. Thì vì chúng ta làm tiếp một lệnh nữa nhé, vì chúng ta khai báo a bằng một cái dãy như thế này, là vì chúng ta gắn kiểm tra cái A7 bao nhiêu, enter, máy cũng báo lỗi. Đấy, thì bây giờ chúng ta chú ý nhé, khi mà báo lỗi thì máy nó luôn là hiển thị ra một cái thông tin về lỗi bao giờ cũng vậy. Đây đây, cái dòng chữ này chính là cái dòng thông tin về lỗi đây nhé, ở trên này đây là dòng thông tin lỗi đây. Ở chỗ này là nó ở đây nó mô tả cái lỗi nằm ở đâu và đây chính là cái lỗi đây. Thì khi mô tả lỗi thì chúng ta chú ý là bao giờ nó có một cái dòng chữ một cái nó gọi là cái định danh của lỗi, bản ngôn nó có chữ error ở đấy, error. Thì cái này người ta gọi là cái mã lỗi nhé. Còn cái sau đó là hai chấm, sau đó là một cái chữ bằng tiếng Anh, thì cái này là cái giải thích lỗi hay là mô tả lỗi. Đấy, như vậy là khi chúng ta mà tạo lỗi thì bao giờ nó tạo ra một cái mã lỗi đây, đây cái mã lỗi đây, và đây là cái dòng mô tả lỗi, đây là cái mã lỗi đây. Đấy, được chưa? Như vậy là ở trong bất cứ một cái khi chúng ta bất cứ chúng ta bất cứ có một lệnh nào đó là chương trình ý, thì khi một cái chương trình từ đầu đến cuối thì khi gặp lệnh lỗi thì máy máy cũng dừng lại và thông báo lỗi.
Mình lấy ví dụ chúng ta tạo tạo ra lỗi nhé. Đây ví dụ nhé. Điều cái mới này. Chương trình. Có lỗi thì ta kiểm tra nhé. Đấy. A phẩy B bằng 1. À, dòng thứ hai này, dòng thứ hai là if, thử làm luôn này, trả lỗi luôn nhé, if cộng này, được chưa? Đây nó là print, tôi sai của tôi là thật là dùng cái biến nhớ trùng với tên của, vậy bây giờ này tôi ghi lại nhé, tôi ghi lại là cái bài trong chỗ nào nhỉ? Stop này. Bài số 10 nhé. Bài 1 nhé. Chạy thử nhé. Đấy. Máy báo lỗi ngay. Khi máy báo lỗi thì máy sẽ trong 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 trình nhận thì nó sẽ dừng lại ở dòng dòng có lỗi. Như vậy sẽ chạy đây là lệnh đầu tiên này, lệnh này không lỗi, đây là lệnh đúng này, vì là đây là cái đây là mô tả cái đây là mô tả cái chú giải chú thích lệnh. Dòng thứ hai gán không lỗi, a như vậy a gán bằng 1, b bằng 8. Dòng thứ ba lỗi dừng lại và đây thông báo luôn lỗi anh nhé. Thì chúng ta chú ý là ở đây là chữ này là nó mô tả cái dòng cái file mà có lỗi, cái dòng nào là line 3 này. Đấy, line 3 này, line 3 này, đấy, line 3 đây nhé, chữ này là vị trí lỗi này. Còn đây là nó mô tả đây, nó mô tả là đây là đây chính là cái mã lỗi, syntax error. Còn chỗ này này chính là cái mô tả lỗi đây, đây mô tả lỗi là cái này, anh bạn thấy không nào? Cho nên mà khi chúng ta chú ý là khi mà trong chương trình của Python ấy thì bao giờ nó có một cái để tôi cho các bạn ghi lại cho các bạn xem cái mã lỗi của nó nhé. Bao giờ nó khi mà nó ra là nó mô tả nó một cái mã lỗi như này, sau đó hai chấm trong phần này sẽ là mô tả lỗi bao giờ đấy. Đấy. Thì cái mã lỗi này, cái mã lỗi này là như sau. Cái mã lỗi này bao giờ nó có là gì, nó có chữ error ở đằng trước, ở đằng sau error, đằng trước tôi gái vị như là syntax error, time error chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Vậy là nó cái này nó là cái mã lỗi. Được chưa? À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút thêm sâu hơn về cái mã lỗi này để phân biệt. Được chưa? Thế thì đây tôi đã luôn chọn trong này luôn nó luôn nhé. Luôn ở trong cái này. Thế thì cái thằng Python nó tổ chức cái mã lỗi này cũng 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 đơn giản. Thì toàn bộ tất cả cái lỗi này, tất cả cái lỗi này là cái lỗi mà khi mà sinh ra lỗi này, tức là lỗi văng ra của Lumba, là lỗi người ta gọi là lỗi thực hiện. Chương trình mà gặp bất cứ lỗi nào là nó văng ra. Đây cái chương trình của nó đây. Một cái file, một chương trình có dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5, dòng 6 vân vân, cái dòng cái n. Máy chạy được lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3. Tức lệnh này là gặp lỗi. Máy dừng ngay, máy dừng lại. Dừng lại ở cái dòng đầu tiên và thông báo lỗi. Bạn chú ý nhé. Đấy. Là cách mà cái này là nó khác hẳn đối với khác hẳn với cái cách mà nó tạo lỗi và sửa lỗi của nó là khác so với những cái chương trình dạy chương trình các cái chương trình ngôn ngữ lập trình mà theo kiểu là bytecode code ấy, như là Pascal hay là C là nó khác, là nó bị dịch trước. Bị dịch trước xong nó mới tạo ra file exe. Chúng ta chạy exe là nó sinh ra cái lỗi nữa. Được chưa? Phần này là nó gộp vào tất cả là một chỗ như này, là lỗi như này. Được chưa? Đấy, thì nó là cái như vậy là khi bất cứ một cái lỗi nào thì nó thông báo lỗi trong 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 báo thông báo lỗi này, nên sẽ gồm có hai phần. Phần nhất là phần mã lỗi. Cộng thêm cái mô tả lỗi. Bao giờ mọi cách nhau bởi dấu hai chấm, đúng không? Mô tả lỗi. Nha, các bạn chú ý. Chúng bạn bây giờ mới vào. Để ghi một có 9 bạn bây giờ mới vào.
sau một chút nhé, thì tôi nói lại một chút này, tức là chúng ta đang 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 học cái bài là cách cách kiểm soát lỗi của Python, được chưa? Đấy. Thì Python là cái chương trình thông dịch, cho nên là nó sẽ là chương trình của nó gồm có n cái dòng lệnh, là cái dạng dòng lệnh mà khi chạy thì nó là chạy lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh 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 n, và bất cứ một lệnh nào, bất cứ một vị trí nào mà gặp lỗi thì nó dừng lại và nó thông báo lỗi. Thì bao giờ ở cái dòng trong bất cứ phần mềm được tuyển trình nào thì bao giờ nó cũng có cửa sổ để mô tả cái lỗi, hoặc là ngay trong cái giao diện tương tác này thì nó cũng phiên ra cái lệnh mà nó báo lỗi ngay này, đều vào đây chính là lỗi này, đây là lỗi nhé. Đấy, chúng ta chú ý như vậy là chúng ta hiểu cách cách chung để mà ta để mà cách mà cách cái cách, cách mà Python nó phát sinh lỗi như thế nào đó, được chưa? Rồi, thế bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm hiểu và phân loại những cái lỗi như thế này, được chưa? Đấy, thì bây giờ tôi nói luôn nhé, thì cách phân loại của Python là như sau, là như sau. Đây, bây giờ ta sẽ cùng nhau phân loại nhé. Thì về lỗi mà nói, về lỗi phát sinh cho trình khi mà dừng lại nhé, thì nôm na thằng Python nó chỉ là hai loại, gọi là hai loại thôi, nhưng mà thứ nhất là một thôi, nhưng mà chúng ta hiểu để đối với chúng ta sẽ phải học để hiểu để chúng ta kiểm soát lỗi được và để dạy cho học sinh, thì cái này là phần hai loại. Loại thứ nhất nó gọi là lỗi cú pháp. Cú pháp này nó có một cái mã lỗi, nó có một cái mã lỗi thôi là syntax error. Error. Đấy. Nó chỉ có một lỗi, tức như vậy là tất cả cái lỗi nào mà thuộc lỗi cú pháp thì nó gọi là syntax error. Tức là lỗi gì? Là cái lỗi mà chúng ta viết sai lệnh. Đây là cái lỗi này là viết sai lệnh nhé. Viết sai lệnh. Là máy nó kiểm tra nó mới thấy ngay. Ví dụ như chúng ta dùng cái khai báo một cái biến nhớ trùng với khai báo một cái biến nhớ trùng với khai báo một cái biến nhớ đây trùng với từ khóa hay dòng này đây này, thứ hai là chúng ta khai báo một cái số ký tự nhưng mà quên không đóng nháy thì nó cũng là lỗi. Đấy. Thì nhiều lắm cái lỗi của pháp thì rất là nhiều. Hay là chúng ta gọi một cái lệnh nhé, chúng ta gọi một lệnh như là gọi lệnh như này, không không phải lỗi. Ví dụ chúng ta gọi lệnh print như này, print nhé, xong chúng ta gọi ví dụ như là chúng ta gọi sai gì đó, tôi tìm tăng gì đó sai đây nè, một này, số lần là 2.2 này, 2.3, nó có lỗi nó ra thiếu nhé. Đây, đến lỗi này. Bên trong này nó gọi là syntax error. Nôm na là cứ syntax error thì người ta gọi nó là lỗi cú pháp, được chưa? Đấy. Còn là lỗi thứ hai thì là tất cả các lỗi còn lại. Đấy, nó chỉ là nôm na. Tất cả các lỗi mà khi nó văng ra màu đỏ đấy. Thì cái lỗi mà có cái mã lỗi là syntax error thì lỗi đó là lỗi cú pháp nhé, cú pháp. Loại thứ hai là tất cả còn lại thì là các lỗi còn lại thì người ta gọi cái lỗi này trong trong bài phân gọi là lỗi ngoại lệ, lỗi ngoại lệ, mà nó có cái từ chung là exception đấy, exception error. X này, xóa cái này đi cho viết lại cái tình hình nhé. Gọi là exception error nhé. Đó. Thì cái lỗi này tất cả các lỗi còn lại nó gọi chung là một cái từ, nó chung là cái từ exception là ngoại lệ. Tức là gì? Tức là cái lỗi còn lại là cái lỗi mà nó là chúng ta viết
chúng ta nó có một cái lỗi gì mà nó là ngoại lệ, chúng ta viết không đúng, nó là ngoại lệ. Đây, khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Như vậy là nó chỉ có hai loại, lỗi ngoại lệ và lỗi cú pháp, được chưa? Để chúng ta cùng tìm hiểu, chúng ta sẽ hiểu ngay đấy, không không có gì cả, rất là dễ hiểu. Đây nhá, đây, đây chúng ta gõ A7, đây với A chúng ta đây nhé. Chúng ta gõ cái lệnh là những x gì bằng A7. Cái lệnh này là hoàn toàn không phải lỗi cú pháp, hoàn toàn chính xác đúng không nào? Đây là tôi mô tả lấy ra phần tử thứ bảy của A thôi. Nghĩa x chỉ là bằng hai ba biến chính xác, nhưng mà cái lệnh này là không không phải lỗi cú pháp. Được chưa? Nhưng enter vẫn báo lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái A nó chỉ có là ba phần tử thôi, mà tôi muốn lấy phần tử thứ bảy cơ, thì là lỗi. Vì lỗi thì lúc này người ta gọi là index error. Đấy. Lúc này người ta gọi là lỗi chỉ số. Lỗi khi mà chúng ta truy cập vào một phần tử của dãy hay là của một dãy tuần tự mà nó vượt quá cái chỉ số là nó cũng báo lỗi. Đấy, thì lỗi này là lỗi chỉ số nhé. Lỗi này không phải là lỗi cú pháp. Thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi thử làm lại lệnh này nữa nhé. Bây giờ tôi thử làm một lệnh, bây giờ tôi cho A bằng A cộng 1. Tôi không hề khai báo A gì cả. Lệnh này cú pháp có sai không? Không sai. Lệnh cú pháp là không sai. Một cái lệnh khai báo A bằng A cộng 1 thì là không không phải sai. Đúng là cú pháp, nhưng mà vẫn lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nó báo là cái biến A là chưa được định nghĩa trước, thì cái đó nó gọi là name error đó. Hoặc chúng ta khai báo một cái biến như này, khai báo một cái biến này thì xem này là lỗi gì nhé, là 1 2 AB bằng 1. À, cái này gọi là syntax error, cái này gọi là syntax nhé. Cái này là vì chúng ta khai báo cái biến này là không, mô tả không đúng cái cấu trúc của biến. Chúng ta nhớ lại là cái biến nhớ nó phải là gì? Nó phải là bắt đầu bằng 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 chữ hoặc là bằng dấu gạch dưới, không không thể bằng số được. Chúng ta để như này được, 1 2 AB thì được, nhưng mà để 1 2 như vậy đâu là lỗi, lại gọi là lỗi syntax. Nhưng mà a mà a cộng 1 thì đây là lỗi không phải là cú pháp, nó là name error, là lỗi tên, lỗi đặt lỗi về thuộc về biến nhớ, tôi cũng nhớ được chưa. Hay là như thế này, khi tôi viết là x bằng 12 chia 0 thì báo lỗi là zero division error, đây là lỗi chia cho không, thấy chưa. Đấy, như vậy là con. Hay tôi viết như thế này, tôi viết là x bằng in của 1.23. Đây này, về nguyên tắc in nó chỉ là chuyển đổi từ sâu, có chuyển đổi từ từ sâu hoặc là từ số sang 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 sang, sang số nguyên, nhưng mà trong sâu đó phải là số nguyên. Còn như này thì máy nó báo lỗi là value error, thuộc giá trị. Đấy, được chưa, thuộc lỗi giá trị. Thì bây giờ ta làm một game nào mà Numa chúng ta có rất nhiều những cái thông tin khác nhau về 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 chúng ta phải, khi chúng ta học càng học nhiều càng hiểu nhiều hơn về lệnh, chúng ta sẽ hiểu được tất cả những loại cái lỗi này. Thật ra trong Python nó không 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 có nhiều loại lỗi đâu, tổng cộng chỉ khoảng hơn 20 loại lỗi ngoại lệ. Khi các bạn làm quen dần thì các bạn là chạy nhiều thì các bạn sẽ học thuộc lòng cả 12 cái loại lỗi này, 20 loại lỗi này học thuộc lòng ngay lập tức luôn, làm nhiều nó quen. Thì chúng ta hiểu cái A khi nào thì lỗi loại này, khi nào thì lỗi loại kia. Nên là được cái chỗ này, lỗi này là lỗi giá trị x bằng in, như này là lỗi giá trị, được chưa? Đấy, thì tôi thử làm game kiểm tra, tôi tìm xem có thể có một lỗi nào khác hay không nhé. Đây, bây giờ tôi dùng cái lệnh là list list của 10. List của 10. Cái lệnh list là lệnh chuyển đổi từ một cái kiểu dữ liệu dạng dãy sang 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 dạng list. Nhưng mà 10, list của 10 thứ 10 tức là không phải 10 không phải là kiểu dữ liệu dạng dãy, mà 10 là một cái kiểu dữ liệu đơn, dòng số nguyên thôi. Lệnh list báo lỗi nó là time error, là dữ liệu kiểu. Đấy. Như vậy chúng ta vừa mới xem được một loại nhé, syntax này. Syntax error là
luật của Pháp này rồi là một nhé, còn lại là ngoại lệ này. Chúng ta vừa mới biết gì ngoại lệ là name error, ta biết rồi đúng không? Là cái lỗi liên quan đến đặt tên cho biến nhớ, chúng ta chưa đặt tên mà nó đã chưa khởi tạo, chưa gắn biến nhớ, chúng ta đã đặt cho nó phát toán rồi thì máy nó báo lỗi. Hay là lỗi gì? Lỗi là index error là lỗi chỉ số. Khi chúng ta thực hiện một cái tính toán trên kia một cái phần tử của một dãy mà có chỉ số là vượt quá thì phạm vi cho phép thì máy sẽ báo lỗi. Đấy. Yeah. Được chưa? Hay là chúng ta có là value error, những cái mà nó liên quan đến các giá trị. Giá trị value error hay là zero. Zero division. Division error. Rồi là type error. Đấy thì tự chắc mình được biết là có 1, 2, chúng ta không kể nhé, name error 1, 2, 3, 4, 5. Thật ra năm cái này là năm cái cơ bản nhất đấy, năm cái hay dùng nhất. Các bạn có thể mở sách của tôi viết ra thì trong cuốn sách tôi, trong cái trang cuối cùng của nó là tôi có liệt kê ra tất cả cái bảng lỗi. Tất cả các giá trị thì nó chỉ có cái, nó còn ngoài ra còn có system error này hay là unicode error, runtime error, nhưng mà cái thực ra là chính là gần của nó này, time error này, value error này, name error, ngoài ra có nof error này, import error nữa nhé. Hết tất cả đây hầu như trên bàn đề hầu hết là những lỗi hay gặp nhất này, chúng ta cần nhớ chúng là sẽ làm được thôi nhé. Được chưa? Ví dụ như là s là đây a nhé, index của 10 thì này, cái này là thuộc là value error, 10 giá trị 10 không có ở trong a, trong dãy a tôi tìm chỉ số nó bảo lỗi. Cái văn lỗi đó là thuộc về value error. Được chưa? Đây thì đó là mà như vậy là lỗi của Python là nó chia làm hai loại là lỗi syntax và lỗi ngoại lệ. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Thế thì cái lỗi syntax thì chịu. Đã là syntax thì chúng ta phải sửa. Không thể nào mà cho thoát ra. Gặp lỗi syntax là lỗi về cú pháp, chúng ta phải dừng lại và sửa ngay vào chương trình. Không phải làm khác. Không thể bắt lỗi, không thể mà tránh lỗi được, không thể kiểm soát lỗi được. Tuy nhiên tất cả những lỗi khác còn lại, một lỗi ngoại lệ thì đều có thể kiểm soát lỗi được. Đó thì các bạn chú ý nhé. Để chúng ta cùng nhau làm bài tập cho thấy là cách chúng ta xử lý lỗi như thế nào. Đây, như bài này là có lỗi rồi, chúng ta vẫn biết tôi lưu một bài mới nhé. Cái bài này là bài này lỗi cú pháp rồi thì sửa ngay thôi. Chúng ta sửa này, chúng ta sửa cái này thành C. Chúng ta sửa cái này thành C. Và như vậy chương trình hết lỗi ngay, để sửa như chạy này. Nhưng đây là lệnh bài này là lỗi cú pháp và sửa rất ngon lành, ta sửa lệnh cho nó hết lỗi là xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 2, là cái bài mà nó sẽ có những cái phức tạp hơn về mặt lỗi chúng ta kiểm soát nhé. Đây, bây giờ chúng ta nhập số n từ bàn phím in nhé, và in ra và chúng ta cứ muốn là nhập n bàn phím và sau đó chúng ta sẽ in ra các số tự nhiên nhỏ hơn bằng n. Để bài tập thế thôi, thấy chưa? Đây, in này, input nhập số tự nhiên n, đây sau đó là for i in range 1 nhỏ hơn bằng n và print y ra ngoài trên mạng ngang này. Được chưa? Đấy. Bài này tôi đặt tên là bài số bài 2 nhé. Chạy này, bài có lỗi không?
Khi mà chương trình mà chạy ra đây này thì lưu ý là hết lỗi cú pháp rồi đấy, hết lỗi cú pháp rồi, không còn cú pháp nữa, nếu có chỉ còn lỗi ngoại lệ thôi, còn không còn lỗi cú pháp nữa. Rồi tôi nhập vào nhé, tôi nhập vào là 10, máy in ra như vậy là ngon lành đúng không? Chạy lần thứ hai này, tôi nhập vào là 100, máy in ra cho hàng ngàn chuẩn xác. Tôi nhập lần thứ ba này, tôi nhập là 5.5. Ai máy mình thật ba bạn thấy là máy lỗi chưa, máy máy đã dừng lại luôn và thông báo một lỗi. Lỗi này chính là lỗi ngoại lệ, vì đó là lỗi, là mã lỗi là value error, vì là chương trình của chúng ta là yêu cầu là chuyển nhập một số tự nhiên, chúng ta phải nhập một số tự nhiên. Chúng ta nhập vào 5.5 thì là máy là chuyển qua hàm in thì nó không hiểu báo lỗi. Thì cái hàm in mà là chuyển đổi kiểu dữ liệu từ một cái số ký tự làm một số tập phân thì máy báo lỗi, mà lỗi đó nó thuộc là lỗi nó gọi là value error. Được chưa? Là như vậy cái chương trình này à, như vậy khi cái chương trình như vậy thì đối với người dùng ấy là nó vẫn văng ra đúng không nào? Đây chính là văng ra này, đang chạy nó văng ra. Đấy, thì như vậy một cái chương trình mà vẫn đang viết bị văng ra thì coi như là chỉ nó chưa đạt yêu cầu, mặc dù là chúng ta đã viết chương trình là chuẩn xác rồi, không hề bị lỗi cú pháp, tất cả lệnh là chính xác hoàn toàn, chính xác hết nhé, chính xác hết, không có lỗi cú pháp. Giả sử thế là lỗi cú pháp là tôi bỏ thiếu một cái này là máy báo lỗi ngay, lỗi này là chính là cái lỗi cú pháp đây, là syntax error, là cú pháp thì bỗng phải sửa nhé. Rồi tôi sửa lại này, tôi sửa lại là thêm vào vậy đấy, lỗi cú pháp đã hết rồi. Nhưng bây giờ tôi nhập, mình nhập cái mã số t, người dùng nó gõ như thế mình cũng báo lỗi, cũng là failure error. Như vậy cái chương trình này mà về mặt cú pháp là xong rồi, không lỗi, nhưng mà chương trình người dùng nhập, người dùng mà thực hiện thì sẽ có thể bị lỗi. Thì về mặt nào đó thì như vậy là chưa là chưa chuẩn. Một chương trình mà vẫn bị văng ra bởi lỗi ngoại lệ thì chương trình đó là không là, là vẫn là vẫn là không tốt, chứng tỏ chúng ta chưa kiểm soát được lỗi tốt đó. Thì nhiệm vụ của các chương trình khi mà phần mềm ấy về não cũng vậy, vấn đề là kiểm soát được lỗi thì mới là đúng. Thì làm thế nào bây giờ kiểm soát này, khi người dùng bấm, khi người dùng gõ là 5.5, khi gõ chữ T, gõ chữ A thì máy báo lỗi ngay là bạn đã nhập dữ liệu sai rồi, xin mời nhập lại. Thế cơ thì nó mới gọi là chuẩn. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là đấy, cái vấn đề là thế nào là kiểm soát lỗi là như vậy, tức là thế nào là chương trình tốt, tức là khi viết chương trình ngoài cái việc là nó không có lỗi cú pháp ra thì nó phải không, trong bất cứ trường hợp nào chúng không phải không bị văng ra đấy. Thì một chương trình tốt là như vậy, là chúng ta kiểm soát được tất cả các lỗi của nó, không để cho chương trình đang chạy tự nhiên dừng lại do một lỗi nào đó. Lỗi có thể lỗi là lỗi do người ngoài, ở đây là bài tập, đây là bài số 2, là cái ví dụ mà do bên ngoài tác động vào, mà lát nữa chúng ta thấy là có lỗi ở bên trong chương trình, bên trong chương trình chúng ta không kiểm soát được tốt các cái logic của vấn đề, là lỗi nội nội tại của chương trình thì vẫn là vang ra, vẫn là vang ra đó. Thế bây giờ với bài tập này thì làm thế nào? Đấy, vấn đề thì cái vấn đề là kiểm soát lỗi là như vậy, là vấn đề là Python có hay không một cái chế độ hay một cái lệnh nào đó để chúng ta có được kiểm soát được lỗi. Ví dụ bài tập cụ thể bài này là kiểm soát được khi người sử dụng nhập một số n vào tập bàn phím. Bên bài này nhé, thì bước một thì là chúng ta kiểm soát được khi người dùng bấm vào một cái số, vào một cái giá trị không phải là số tự nhiên, không phải là số nguyên thì máy phải báo lỗi này, mà máy báo là bạn đã nhập sai rồi, xin mời nhập lại. Thì làm thế nào? Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý bài này nhé. Thì cái là cái làm là như sau. Thì bài này là như vậy, chúng ta phải tìm hiểu nó lỗi nó phát sinh ở đâu. Thì lỗi phát sinh ở chính cái lệnh là n bằng in, đây này này, đây chính lệnh này lệnh đã phát sinh lỗi. Mà lỗi là lỗi gì? Lỗi là do là người dùng, chứ không phải do chương trình người dùng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải kiểm soát được nó. Thì làm thế nào? Thì đây, cái làm như sau nhé. Thì cách tổng quát của kia Python là như sau. Chúng ta sẽ phải đưa đưa cái lệnh này vào đưa những lệnh mà chúng ta muốn kiểm soát vào bên trong một cái đoạn chương trình. Đây, đoạn trình đó là như sau,
là bắt đầu bằng chữ try. Lệnh học lệnh try, lệnh try chính là cái lệnh dùng để kiểm soát lỗi ngoại lệ. Tính trở lại là trong Python về lỗi, lệnh chỉ có hai loại lỗi là lỗi cú pháp và lỗi chương trình và lỗi ngoại lệ. Thì lỗi cú pháp là không thể kiểm soát được, nhưng mà lỗi ngoại lệ kiểm soát được. Tất cả lỗi ngoại lệ đều có thể kiểm soát được, được chưa? Thì đây là cái lệnh để kiểm soát lỗi ngoại lệ. Đây chúng ta sẽ đưa cái lệnh này vào trong cái chìa khóa là n, là đây chìa khóa hai chấm, sau đó là ta chuột vào, được chưa? Đấy. Thế đây nhé, try. Và đây là đây, accept. Exception, được chưa? Thì đây là cái mà đây là cái lỗi mà chúng ta mà bắt lỗi đấy, bắt lỗi nhé, bắt lỗi đây, bắt lỗi như này. Exception. Thì tôi nói như các bạn, chúng ta làm chữ sau nhé, xuống dòng và print. Bạn đã nhập sai rồi. Bạn đã nhập sai. Thế rồi. Thậm chí chúng ta có thể đưa cả cái này vào đây. Đưa cả cái này vào đây. Chúng ta bắt cả hai là lệnh lệnh luôn. Được chưa? Nếu mà ở đây thì lệnh sau nhé, tức là chúng ta đưa những cái lệnh vào bên trong cái từ khóa try là để làm gì, để phần mềm nó sẽ bắt lỗi thì như sau. Thì chương trình nó chạy như sau, khi chạy lệnh try thì nó chạy như lệnh này, nếu gặp lỗi ngoại lệ thì nó không văng ra mà nó nhảy xuống chạy cái lệnh này. Đấy, ý đó nó là thế nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý là cái chỗ đó nhé. Đấy, nếu mà gặp lỗi thì mày bây ra cái dòng lệnh này. Tôi bây giờ làm thử nhé. Đây tôi nhập thử đây, đây bây tôi nhập là 10, lỗi không, không lỗi, máy in ra như bình thường, nó chạy hai cái lệnh này và không lỗi. Nhưng mà máy bỏ qua lệnh này, cái lệnh này chỉ chạy khi mà có lỗi. Except là định nghĩa để xếp là ngoại lệ, tức là đa số người dùng sẽ nhập chính xác, nhưng mà ngoại lệ có một ông của nó ông nhập sai thì nó lỗi. Thì trong này tôi lần thứ hai tôi nhập này u đấy, bạn đã nhập sai. Như vậy máy đáng lẽ ra khi nhập u là ở đây này, khi chạy lệnh này mà bình thường không có cái try này thì máy nó sẽ dừng lại và nó văng ra ngoài và nó báo ở trên cái dòng lệnh trên cái màn hình, gọi là màn hình exception mình này này, nó báo là cái lỗi của nó là cái lỗi là lỗi dạng là value error tôi nói đấy. Nhưng mà ở đây thấy các bạn bạn đã nhập sai, được chưa? Đấy, khi gặp lỗi thì máy sẽ lập tức dừng lại và chạy sang đây, chạy sang cái lệnh, lại sang cái exception. Đấy, đây là cái cách mà đây là chính là cái phần mà trong chương trình của trong chương trình phổ thông là trong sẽ khoa là có đưa cái này vào đấy, đưa để học sinh học được cái này, mặc dù mức độ rất rất đơn giản thôi. Còn trong cuốn sách tôi viết thì các bạn cũng mở ra xem, có thể tôi đã mô tả nhiều hơn, sâu hơn cả cái trong sách. Mà đây là cách tối thiểu là như thế này, được chưa? Đấy, như vậy cái bài này là cái bài là một vài ví dụ thôi. Thế bây giờ như này nhé, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm. Bài này là bài số 2, bây giờ tôi là chuyển sang làm bài số 3. Bây giờ như này, giả sử tôi muốn như sau này, khi mà người dùng nhập sai thì máy báo lỗi và máy là gì, máy yêu cầu là phải nhập lại theo đúng như thôi. Thế làm được không? Bài này nhé, là khi mà nhập đúng rồi thì xong, thì máy chạy qua là xong. Còn khi sai thì máy báo lỗi. Máy báo lỗi và dừng luôn chương trình luôn. Máy báo lỗi nhập sai và dừng chương trình luôn. Nhưng mà tôi muốn làm sâu hơn một chút, là tôi muốn là nếu nhập sai thì máy báo lỗi và đề nghị bạn nhập lại. Thế thì làm như nào? Thế làm như sau rất đơn giản thôi. Vì tôi bài này tôi CVS sang cái bài số 3 thì chúng ta thấy là vẫn là cái bài đó thôi, nhưng mà chúng ta có thể sửa đi một chút thôi và nó trở thành cái bài là cái bài hoàn chỉnh hơn. Tức là nhắc lại nhé, là máy sẽ yêu cầu chúng ta nhập
khi nào đúng thì thôi, đúng thì máy thông báo cái kết quả ra, còn sai thì máy báo là bạn đã nhập sai, xin mời bạn nhập lại. Được chưa? Rồi, như sau, chúng ta sẽ đưa tất cả cái này vào phòng vòng lọc oai. Ngoài chu tự vòng lọc này là vòng lọc vô hạn, nó sẽ liên tục nhé. Rồi này, đây sẽ là để chuột vào này, để cũng chuột vào này. Được chưa? Xem rằng cũng đây là hai chấm cũng chuột vào này. Ta sửa thứ nhất, bạn đã nhập sai, phải xin mời nhập lại. Đấy. Chúng ta để cho cái vòng lọc Y này là như sau này. Chạy tới đây nhé, máy chạy vào đây nhé. Vòng lọc là vòng lọc vô hạn. Vòng lọc vô hạn. Chạy vào đây nhé, chạy vào đây này. Chạy lên đầu, nếu mà dùng nhập chính xác rồi thì thôi, lại nếu mà dùng nhập sai, máy chạy sang đây. Nhập sai nó quay đây, nhập lại, quay lại. Còn người dùng đúng rồi thì sao? Thì ta vào thêm, ta đi thêm lệnh nữa ở đây. Nếu mà nhập đúng nhé, nếu mà nhập đúng thì máy nhập đúng, nó chạy tới đây, chạy xong rồi thì máy báo ở đây là công lệnh để dừng dừng vòng lọc, dừng lại là break. Lệnh break là lệnh là dừng ngay, dừng toàn bộ vòng lọc và thoát ra ngoài. Chúng ta chú ý nhé, đây chính là cái đoạn chương trình mà để hoàn chỉnh của bài tập này, tức là máy còn nhập một cái số từ từ bàn phím và chúng ta nhấn nhập sai thì máy báo lỗi và chúng ta nhập lại, cứ như vậy cho đến khi mà nhập đúng thì thôi. Được chưa? Đây thì bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Đây là bài số 3, tôi nhầm là 20, xong luôn, máy không chạy ra đúng rồi. Thì như sau là khi nhập 20 này thì máy chạy ở đây này, qua này này đúng rồi, sao chạy sang đây, nhìn ra 20 số và gặp break, dừng lại và thoát ra ngoài. Thì này. Bây giờ chạy lại tiếp nhé, bây giờ tôi nhập một số này, tôi nhập một số là 8.9 báo lỗi, em báo lỗi ngay là bạn đã nhập sai, xin mời nhập lại. Nhập lại lần thứ hai, t lại lỗi nữa, lần thứ ba, tôi nhập linh tinh như này, lúc nào cũng lỗi hết, tạo bằng ra 6 chấm. Tất cả mà khi nhập đúng thôi còn 7 nhận dần suy số. Như vậy chương trình của tôi là người dùng có thể là nhập lung tung, nhập loạn xị, nhập vẫn không nhờ văng văng ra. Và thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta đã viết một chương trình rất là ngắn thôi nhưng bảo đảm không bao giờ bị văng ra ngoài. Nó cứ chạy mãi, chạy đi chạy lại mãi, thế nào nhập đúng thì thôi. Nhưng như vậy đây là một chương trình hoàn chỉnh, không bị lỗi, không lỗi văng ra. Các bạn biết là trong như vậy trong cái chương trình lớn thì cái chuyện là chỉnh soạn là rất là khó. Bạn thấy chương trình rất lớn, càng lớn càng khó kiểm soát cái lỗi mà lỗi thực thi này. Ngay cả những cái chương trình rất lớn như các hệ điều hành như là Windows chẳng hạn, thì thật bạn thấy nó văng ra cái màn hình chính xanh ấy, là nó không thể kiểm soát nổi, nó rất nhiều lỗi, nó đẩy bộ nhớ nó cũng văng ra, là gặp cái gì đó trục trặc nó cũng văng ra. Thì đây là ví dụ rất đơn giản nhất của một chương trình rất đơn giản là chúng ta có thể kiểm soát được lỗi ở trong Python. Thì cái bài học này là cái bài học mà muốn dạy cho học sinh là cái cơ chế của Python nó bắt lỗi và chúng ta có thể kiểm soát được lỗi. Thì cái cách này là cách đơn giản nhất là như thế này, được chưa? Thì bây giờ tôi mô tả thêm một cái nữa nhé. Này, thế đây là một cách thôi, còn một cách nữa là như thế này, một cách nữa là Thầy ơi, cho em hỏi được không thầy? hỏi hỏi đi hỏi đi. À, dạ, thì khi thầy nhập 7 thì nó chỉ ra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì đâu đủ 7 số không thầy? Thì không phải cho mình để đây thôi mà. Nhưng mà nếu bạn muốn cao 7 thì bạn muốn cao 7 thì bạn để đây lên là còn một, cho mình thôi mà. Dạ, dạ, dạ. Không quan trọng. Ừ, nhé. Thì là số là nhỏ hơn 7, đây là nhỏ hơn 7 ở đây. Muốn nó cao 7 nữa cả n đó thì ta đưa còn một vào đây sẽ được. Hiểu chưa? Nhé. Em hỏi giúp thầy ơi. Ôi, em bạn hỏi đi. Dạ, cái lệnh break này là mình bẻ gãy cái vòng lặp while hay là bộ gặp bẻ gãy vòng lặp for vậy thầy? Lọc ngoài chứ, À, vòng thì lặp while, dạ nó vâng. nằm ngoài for rồi mà.
đâu đâu là nó Ok. nằm trong Dạ for dạ. thì là break của cái for này, nhưng nó nằm ngoài for rồi, nên là break của while. Dạ dạ vâng ạ. Còn không phải ở trong, không phải trong for. Trong for là chỗ khác nhé. Trong for thì phải để ở bên trong cái chỗ trước lệnh print thế này. Đấy. Đấy thì đó là cái, và đây là một cái ví dụ của cái được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ mở rộng ra thêm một chút nữa nhá. Đây, thì bây giờ tôi muốn như này nhé. Bây giờ tôi muốn kiểm soát mạnh hơn thì làm thế nào? Bây giờ tôi muốn là như này. Tôi muốn là tôi kiểm soát thì tôi nghĩ xong rồi. Đây, bây giờ tôi muốn như sau này. Tôi nhập số ETN như này. Tôi muốn như sau này. Tôi muốn là nếu mà người dùng mà nhập sai đấy, mà nhập là 1.5 hay là UABC thì bạn báo là bạn bạn nhập sai, xin mà nhập lại. Nhưng giả sử tôi muốn lại người nhập dùng nhập sooner là phải lớn hơn không cơ. Nếu mà lập nhỏ hơn không thì máy báo là, thì máy sẽ báo khác, máy báo là số bạn nhập cần phải lớn hơn không, xin mời nhập lại. Có hiểu nhỉ? Vậy bài chúng ta kiểu ta sẽ tách làm hai loại lỗi. Một loại lỗi là lỗi ngoại lệ thực sự thì thông báo là bạn đã nhập sai, xin mời nhập lại. Còn lỗi thứ hai mà tôi muốn kiểm soát là như này, là yêu cầu là n và số tự nhiên thì phải lớn bằng một cơ. Nhập 1, 2, 4 thì là ngon lành, còn nhập một số thì là trừ trừ một hay là trừ năm thì máy cũng báo lỗi, nhưng máy báo lỗi kiểu khác. Máy báo là gì? Số bạn đã nhập, bạn cần nhập số lớn hơn không, bạn cần nhập số tự nhiên lớn hơn không. Đấy. Hay là ví dụ là số bạn đã nhập nhỏ hơn bằng không, xin mời nhập lại, thì làm như nào? Đấy, nhưng mà tôi bổ sung thêm nhé, vẫn là cái gì Ok. này, chúng ta bổ sung thêm một tí nữa thì nó thành một cái hoàn chỉnh nữa, là không phải chỉ là kiểm soát cái việc là người dùng nhập dữ liệu lỗi của lỗi ngoại lệ, mà chúng ta mở rộng thêm là ngay cả trường hợp người dùng đã nhập đúng là số nguyên, nhưng mà tôi muốn là gì, muốn là phải là số đó là phải lớn bằng không. Hãy làm như nào, lớn là lớn không, nó là số tự nhiên, thế làm như nào nhỉ? Thì chúng ta sửa một chút vào đây là chúng ta làm được thôi. Sửa ở ngay cái chỗ này này, chỗ này nhé. Bây giờ tôi làm đây, bây giờ này đây, bây giờ tôi CVS sang cái bài số số 4, tôi sẽ sửa một chút để vẫn là cái bài này nhưng mà nó trở thành cái bài đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn nhiều, được chưa? Rồi ở đây nhé, tôi vẫn là trong, tôi muốn là, và đây tôi vẫn kiểm tra ở đây nhé, đây tôi góp thêm kiểm tra ở đây này. Đấy, bây giờ khi mà chương trình ra tới đây rồi thì chúng ta phải kiểm tra, chúng ta phải kiểm tra if nhé. If này n mà nhỏ hơn nó bằng không đấy, thì thông báo, thì print thông báo là gì, bạn cần hay là gì, bạn cần nhập số tự nhiên lớn hơn không, hãy nhập lại. Là tôi là cái đấy nhé, chúng ta hãy nhập lại, được chưa? Hãy nhập lại. Sau đây là else, đây else. Tức là nếu mà nhập đúng rồi thì chúng ta mới tính. Else, chúng ta mới nhập cái này. Bốn đúng không? Và sau đó chúng ta cho break ở trong chỗ này. Break ở đây nhé. Chúng ta sửa thứ nhất để chuẩn bị. Bị ta sửa như này nhân lại nhé. Tức là khi mà ở đây này, người dùng nhập mà là nếu gặp lỗi ngoại lệ,
gọi lại đấy, văng ra thì lập tức là máy sẽ chuyển vào đây. Tôi biết rồi, là nó lại rồi là cái lệnh try là cái lệnh mà nó sẽ kiểm soát cả một nhóm lệnh chứ không phải là một lệnh. Tất cả các lệnh ở đây nếu mà gặp lỗi ngoại lệ lập tức là dừng lại và chạy xuống đây và chạy xuống đây, được chưa? Rồi bây giờ sửa nó lệnh này là qua rồi thì máy nó kiểm soát, nếu n nhỏ hơn không thì máy báo, thì máy là báo bạn đang cần nhập số yên lớn không, phải nhập lại vào ở đây máy thoát khỏi lệnh if, vòng lại đây mà không chạy nữa mà quay lên lại lại nữa, bên đó nằm trong vòng while, thấy chưa, while true. Còn nếu else, nếu mà n lớn không thì lúc giờ máy mới thoát in ra và break, dừng lại thoát ra khỏi lệnh lệnh while này. Bạn đã hiểu chưa? Chạy thử nhé, xem đúng không? Đây bây giờ tôi đây là cái bài tôi nhập một số n chẳng như là 19.0, máy báo lỗi, mình nhập lại. Bây giờ tôi nhập một số là -10, máy báo lỗi, bạn cần nhập số yên lớn không, hãy nhập lại. Tôi nhập như là -9 cũng bị sai. Tôi nhập một số lung tung cũng sai. Tôi nhập cái trừ này lại sai, hay là không cũng sai. Nhưng mà nhập là 7-8 thì là đúng, và máy dừng lại ngay. Các bạn thấy như vậy chúng ta có thể ở đây là một cái bài mở rộng rồi, không phải chỉ kiểm soát lỗi ngoại lệ nữa mà kiểm soát mạnh hơn, kiểm soát cả những cái logic, những cái yêu cầu đồ bài phức tạp hơn, được chưa? Đấy, chúng ta có hiểu hiểu cái này chưa nào? Đấy, phần này là cái phần rất rất đơn giản thôi nhưng mà cũng khá phức tạp. Nha, thì chúng ta chú ý cái chỗ này nhé. Đây là cái mà mà thần nó làm thần rất là hay đấy, nó chỉ có một vài ấy thôi, nó chỉ có vài cái lỗi như vậy thôi, là chú ý nhé. Bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một cái bài tập nữa đi. Đây bây giờ như này nhé, bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ là một cái nôm na một cái bài như này, làm một bài tập mà một cái trò chơi vui ấy, nhưng mà nó làm cái bài chức năng kiểm soát. Đây, giả sử tôi sinh ra một dãy bất kỳ nôm na không quan trọng nhé, giả sử một cái bình nhiên là một cái trò chơi thôi, không số nguyên nhé, chúng ta chọn cái dãy số nguyên cho trước, cứ cho là nó là ngẫu nhiên đi, đúng không? Mình nhìn mình xong nhé. Bây giờ chương trình sẽ yêu cầu chúng ta người dùng là đoán một cái số, được chưa? Đoán một số là nó có nằm ở trong mà chúng ta đoán cái nào trúng thì thôi. Tức là nó là cái máy tính là làm cái người mà sinh ra một dãy số mà tôi không biết thì anh phải đoán trong đầu tôi, nghĩ ra tôi có n số trong đầu tôi, anh đoán. Anh mà báo anh đoán sai thì tôi sẽ báo là sai. Anh mà đúng tôi báo đúng. Được chưa? Và chúng ta thực hiện bằng cái mạng bằng dãy số. Chúng ta nhập vào từ bàn phím một cái số. K bằng. Ta nhập từ bàn phím một số. Nhé. Hãy đoán một số đi nhé. Một số đi. Hãy đoán. Và chúng ta sẽ kiểm soát xem là nếu mà cái A nào nằm ở trong cái A kia thì là, đúng không? Đây. Không, bây giờ đồ bài còn mạnh hơn nữa cơ. Cứ để tôi làm này. Đồ bài còn người đó phải tìm được cái chỉ ra được vị trí, nhưng mà tìm đúng vị trí nhỏ nhất ấy, thì anh ta sẽ càng thưởng nhiều. Cho nên tôi làm như sau. Tôi muốn có cái kiểm tra cái index của anh này. Ok. Được chưa? Đấy. Sau đó tôi sẽ kiểm soát và tôi dựa vào cái y đó thì tôi sẽ thông báo là anh thông báo print.
Bạn đã trúng thưởng. Bạn đã trúng thưởng. Hạng Y. Đấy, tuần là như vậy tôi gửi tôi gửi nhé. Hạng Y. Đây là bài số 4 nhé. Đây là bài 5. Bài 5. Đây chúng ta chạy thử cho ta sẽ thử xem những cái bài đơn giản thôi. Dùng sẽ đoán. Dùng sẽ đoán số nhé. Đấy. Đoán số là 28. Bạn trúng thưởng hạng 7 nhé. Bây giờ tôi nhập số khác. Tôi nhập số 6. Bạn đã trúng thưởng hạng nhất, hạng 0 là hạng nhất. Nhé. Bây giờ tôi nhập số 0. Hạng 2. Tôi lại nhập hạng 2. Bây giờ tôi nhập một số 100. May mắn lỗi vàng ra. Thế như vậy ở đây là cái chỗ mà nhưng mà chương trình chưa tốt, đúng không nào? Trình chưa tốt bị văng ra là chừng như là dở rồi. Bây giờ nhập tiếp một số nhé. Tôi nhập tiếp một cái số là 7.8 cũng văng ra. Thế như vậy ở đây chỗ này cái lỗ này cũng bị văng ra. Bây giờ tôi nhập cái số khác, tôi nhập số lung tung như này cũng văng ra. Thì các bạn thấy là như vậy là ở đây cái bài này có rất nhiều loại lỗi bài lệ chứ không phải chỉ một lỗi. Thế bây giờ làm thế nào để bây giờ tôi muốn làm sao để chúng ta kiểm soát được cái lỗi này, cả cái lỗi này vẫn là gì này, vấn đề là làm thế nào để cho nó không bị văng ra nữa. Đấy, thì các bạn hình dung được không, bây giờ có làm được không chỗ này. Đấy, đề bài là như thế. Đề bài là đại khái cho một cái trình trò chơi rất đơn giản như vậy, tức là sẽ ý cùng dùng đoán cái số và báo trúng thưởng, còn nếu mà không trúng thì đúng là phải báo là bạn không trúng thưởng thôi, không thì bỏ qua, mà bỏ qua chúng ta không trúng thưởng, đã trúng thưởng thì mới báo, không trúng thưởng thì thôi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau ấy này. Thì như vậy là ở đây cái lệnh đầu tiên này là không bị sao cả, chúng ta không trúng thưởng. Nhưng mà lệnh sau này là lỗi. Nhưng mà chúng ta phải kiểm soát được cái này. Chúng ta đưa cái này vào cái phần try đã này. Đấy. Và đưa tất cả cái này vào bên trong. Nhớ một đây 1, 2, 3, 4 được chưa? Đó. Nhưng mà lỗi được chưa? Thế thì chúng ta chú ý nhé. Đây, là chú ý. Thì bây giờ nó khác nhau, khác trước này bắt đầu nhé. Ở đây chúng ta thấy phân biệt sẽ có hai loại lỗi. Một cái loại lỗi là người dùng đoán nhập vào một số là nhập manh đầu là bị sai. Nhập số nguyên là nhập là 8.9 hay là nhập chữ A chữ B thì cái nhập đó cái lỗi đó nó là value error. Đây, mình chạy thử nhé. Tôi chạy. Còn loại lỗi thứ hai là lỗi mà người dùng nhập đúng số ca nhưng mà ca đó lại không nằm trong trong cái dãy của A. Thì lúc bây giờ cái hàm này này, cái hàm này nó xin lỗi. Thì cái lỗi đó nó thuộc là lỗi là gì? Là index error. Để tôi kiểm tra không biết nó value error hay cái index error nhỉ? Thế được, tôi sẽ kiểm tra sau nhé. Tôi quên mất, tôi làm lại này. Tôi phải khảo sát đã. Xem nó có những lỗi nào đã nhé. Để chúng ta sẽ kiểm soát lại này. Để chúng ta kiểm soát lại nhé. Nếu mà người chúng ta mà dùng mà nhập một số là khác hẳn đi, ví dụ như như này, thì máy báo là gì? Báo là cái đây là value error. Và nhé, như vậy đây là lệnh này là value error. Bây giờ tôi nhập lệnh thứ hai vì lỗi nhé. Bây giờ tôi nhập cái số là -10. Thì bây giờ tôi là thầy có là value error. Tôi phải tìm ví dụ khác cho nó thành ra lỗi khác nó hay hơn. Bây giờ tôi nhập cái số 20. Vẫn là value error. Thôi được, không sao nhé, thôi được. Chúng ta vẫn xử lý được. Tôi xử lý được nhé, tôi được. Tôi sẽ try này. Thì tôi làm một vài thông nữa chúng ta hiểu hết được. 4 nhé. Được chưa? Đấy. Thì ở đây nhé. Ở đây như sau này. Ở đây nó sẽ là gì? Là except. Chúng ta có cái
except đúng đúng là từ khóa nhá. Exception. 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 Đúng không? Và print. Nhập sai. Bỏ qua. Không 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 là không có lỗi gì. Nhá. Thì vì là bạn chúng ta là không là nếu nhập sai thì không có lỗi. Không có lỗi nhé. Còn trước mắt bài tập chúng ta là không yêu cầu nhầm lại, chỉ cần nhầm một lần thôi. Nếu mà nhận đúng thì máy báo bạn đã trúng thưởng hạng Y đó, còn nhập sai thì máy không báo lỗi. Nhưng mà chúng ta vẫn để ở trong cái exception, và đây chúng ta dùng lệnh là pass. Thì bản thân cái pass nó là một cái từ khóa, nhưng mà là nó khi mà chúng ta cần một chương trình mà cần cái, ở trong nó là rỗng ấy, thì chúng ta để từ pass. Còn trước đây chúng ta bỏ bỏ đi bắt bỏ đi cái từ pass, bỏ đi lại cái này thì là lỗi. Lệnh này là vì đằng sau cái chỗ này bắt buộc xuống dòng là phải có lệnh đó. Chứ nếu mà chúng ta mà không làm gì cả ở đây cả ấy, thì chúng ta là bị lỗi, bị lỗi cú pháp. Thì chúng ta là phải một cách viết thôi, được chưa? Đấy. Exception từ đây phải là hai chấm, đúng không? Đấy. Thì đây là một ví dụ, một cái lời giải rất là ngắn thôi, vì đâu tôi không tách được hai, đúng không? Như thế này, đây tôi một trừ 10 thì mày cũng bỏ không chạy, vì tôi gọi là số 7 thì mày báo gọi là trúng thưởng hạng 1 nhé. Vì tôi muốn bài tập này tôi muốn làm khó một chút, tôi muốn là nếu mà người dùng mà bắt đoán mà nhập sai thì yêu cầu là nhập lại và thông báo rõ ràng cái lỗi ra thì được. Đây tôi làm như sau, tôi sửa chút này cho nó hay hơn nhé. Tôi sẽ để cái này thành là thành cái vòng lặp là while true, chưa? Không, bây giờ như này nhé. Tôi muốn là như này, nếu người dùng mà nhập sai ở trong này này, cái dòng này này. Nhập sai ở đây ấy, thì chúng ta tôi xem như là cho nó hợp lý nhất nhé. Đúng. Chúng ta cứ sắp xô một chút ở đây nhé. Như này được không? Đợi tôi một chút nhé, để tôi làm này. Các hiểu như tôi muốn là gì? Là bài như bài tập bài sửa lại một chút này. Là nếu mà chúng người dùng mà nhập một số mà không phải là số nguyên thì máy là báo là nhập bạn nhập sai rồi, bạn nhập lại. Còn nếu người dùng mà nhập là số nguyên thì nếu mà không đúng chỗ A thì máy sẽ báo là số bạn nhập không đúng. Phải báo là bạn không được giải. Còn nếu đúng thì bạn sẽ được giải. Bạn sẽ được giải máy đấy, bạn đã trúng thưởng. Được chưa? Đấy, cho nên mình chúng ta làm lại một tí nhất hay khó một chút nhé. Bây giờ chúng ta làm như thế này. Chúng ta đặt kia biến là cái biến là gọi là kết quả đi. Chúng ta là đặt bằng true đi nhé. True nhé. Kết quả nhập nhé. Và đây là y kết quả đây. Như vậy nó sẽ quay vĩnh viễn nhé. Khi mà người dùng mà nhập mà sai đây này, khi nhập sai ở đây thì máy sẽ lên báo, máy báo ngay đây này cho bạn xem nhé. Chỗ này sẽ là bạn nhập lại ở đây nhé. Print nhập sai. Sai kiểu được số nhập lại, đúng không? Hãy nhập lại, hãy nhập lại đó. Thì cái lệnh này tôi muốn là kiểm soát khi mà lệnh này bị sai. Còn lần này mà thoát ra mà xuống lệnh này đấy, thì chỗ này sẽ phải thông báo một tí, đúng không?
phải kiểm soát một tí như này nha. Thế nào cho nó hợp lý nhất nhỉ? Nhưng mà thoát ra khỏi cái này nhé. Thì đã nhập nhập đúng rồi, đúng không? Để hẹn em tí, để các bạn thử một chút nhé. Đang sửa, đang cho học lý nhất đấy. Nếu lần này mà làm mà sai thì đó cũng chạy chạy xuống như này. Qua chỗ này rồi, qua ở đây rồi thì là nó sẽ coi như xong. Thì tôi đặt kết quả bằng, đúng rồi, tôi đặt kết quả bằng 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 false nhé. Đi cứ để cho nó, để cái này không hay lắm chỗ này. Tôi để này hay như này, hay như tôi để cái này bằng false trước này. Còn chỗ này là why not, not kết quả đấy thì hợp lý hơn. Còn chỗ này là true thì hợp lý hơn mà logic. Tức là khi mà anh qua cái chỗ này rồi thì như vậy anh đã nhập đúng rồi, nhập đúng rồi, nhưng mà sang tới đây thì chắc đúng, cho nên là nếu mà sai thì mày cũng dừng lại vào đây, thông báo lỗi ở đây, thông báo đúng ở đây. Nhưng mà đây chỗ em vẫn không thông báo được, vẫn không thông báo được là bạn đăng nhập đúng, nhưng mà thông báo ở đây đi, green nhập đúng nha. Rồi nhập đúng nhưng mà không có kết quả, nhập đúng. Kiểm tra kết quả xong xong quý vị có được trúng thưởng không đấy nhé. Đấy, thì như vậy nó sẽ nâng, khi mà nhập đúng rồi thì nó chạy đây và nó sẽ dừng lại vì là cái oai này đấy. Chúng ta sửa một tí là nó sẽ thành quy trình nó hoàn chỉnh hơn. 1, 2, 3, 4. Chưa? Rồi, tôi chạy thử nhé. Đây, tôi nhập số sai này. Tôi nhập là Q này. Anh báo lỗi là bạn nhập sai, bạn nhập lại, nhập là U này. Lại nhập sai này. Nhập đúng nhé. Nhập đúng là 10. Đúng. Nhập đúng, kết quả bạn đã trúng thưởng hạng 3. Đấy. Bây giờ tôi thử một phương án khác này. Nhập đúng nhé. Nhập đúng là 20. Thì máy nhập đúng. À. Ừ, vẫn bị nhập lại nhỉ, chỗ này ấy nhỉ, dở nhỉ. Kết quả bằng đúng không quay đây được. À, không được. Tôi làm sai rồi. Vì là trường này nhé, nhập 20 thì máy ở đây vẫn qua rồi, nhưng mà đây vẫn bị lỗi, lỗi chỗ này. Được, cái bài này tôi sẽ làm bài này hơi khó một chút nhé. Bài này hơi khó một chút. Vì dở nhất của nó là vì chúng ta không xử lý được riêng hai lỗi này, vì hai lỗi này là cùng một kiểu lỗi, chúng ta không xử lý riêng được. Thế đành anh chịu vậy. Anh chịu vậy nhé. Vì hai lỗi này cùng là lỗi là value error, chúng ta không kiểm soát được. Cho nên cái bài này là đành chịu đấy. Hoặc là chúng ta lại tập về nhà chúng ta làm thử nhé, bài này hơi khó một chút. Nếu mà hai cái này, nếu mà hai lỗi này mà là hai lỗi ở đây này và ở đây này,
Nếu mà nó mà cùng mà nếu mà nó là hai cái lỗi ngoại lệ khác nhau ấy, thì ta xử lý được đồng đồng hoàn toàn, nhưng mà rất tiếc nó lại cùng một lỗi. Thôi về chúng ta làm kiểu khác vậy, chúng ta không dùng cái ngoại lệ nữa, chúng ta dùng cái này thì cũng đơn giản thôi nhé. Chúng ta dùng cái lệnh file nhé, thì sẽ được, đúng không? Lệnh file của dãy. Đây chúng ta làm thử nhé, chúng ta kết quả này. Ở đây là if này, if này file, cao chưa, cao lệnh cao đúng không, cao trong mặt file, cao cao k đúng không? Số lần gặp của k trong trong a nhá, nhưng mà k mà lớn hơn không, lớn hơn không thì chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ làm được cái này mà không thì thôi đây nhé. Print. Bạn không được trúng thưởng, bạn không trúng thưởng, bạn không trúng thưởng. Đành phải xử lý để bạn không thể hay lắm mà thôi được. Tôi muốn cách khác mà thôi được, đành phải dùng cái này vậy nhé. Thì cũng tạm được. Nhắc lại nhé, nhắc lại cái này nhé, đây này. Đây này, nếu mà chỗ này là không còn lỗi nữa, để tôi chỉ lại kiểm tra lần nữa trước khi giới thiệu cho các bạn xem nhé. Như vậy nếu mà nhập một số là số thực hay nhập một số khác này thì máy quay lại, thì nếu gặp một số là như này thì máy vẫn không trúng thưởng, thấy không nào? Nhắc lại nhé, để gửi lại nhé. Như vậy là nếu mà qua lệnh này không không có lỗi thì máy báo ngay, máy đặt tra quy chu thôi, không có ở đây nữa nhé. Con mất hiểu không? Như vậy là khi mà chạy qua lệnh này này thì là thì mới đặt là KQ bằng chu, thì nó sẽ đây là nó sẽ thoát khỏi cái vòng lặp ngoài này. Còn nếu mà lệnh này bị lỗi thì mới chạy xuống đây ngay và quay lại ngay nhé. Thì đây là nó qua rồi thì máy báo là bạn nhập đúng rồi, nhận kết quả, và ta dùng lệnh cao vậy, dùng cái hàm bình thường thì kiểm soát hàm này không như không bị văng văng ra cả, cho nên không bao giờ bị lỗi nữa. Kiểm soát là nếu k có nằm trong a không, nếu mà nằm trong a thì nó lớn nên nó kết quả lớn không, thì ta mới dùng cái hàm này để không bị lỗi nữa và đếm được là bạn đã trúng thưởng loại nào. Và ngược lại, nếu mà cao k mà là bằng không, là k có nằm trong a thì máy báo bạn báo là bạn không trúng thưởng. Mới được tạm thời dùng cách đó nhé, mới dùng cái cách nghe như thế nhá. Thì đó là cách mà đây. Thì bây giờ tôi làm cái bài tập nữa cho chúng ta xem, là một bài tập nữa là như sau. Chúng ta sẽ nhập hai số và máy sẽ tính kia phép chia của hai số đó nhá. Và bài tập nó để chúng ta phân biệt được. Và tập này nó khó hơn là chúng ta sẽ phân loại được lỗi ngoại lệ và chúng ta xử lý từng lỗi ngoại lệ một. Đấy, cái bài này vẫn là chỉ có một lỗi thôi thì không có gì, nhưng bây giờ tôi muốn xử lý hai lỗi ngoại lệ cùng một lúc khác nhau. Rồi tôi làm new cái này mới nhé, chúng ta cảm giác này khó hơn này. Được rồi, giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ nhập hai số mn, nhập được chưa? Chúng ta làm cho đơn giản, nhập theo cách dấu phẩy đấy nhé, dùng lệnh Evan nhé. Evan này, input này, nhập hai số cách nhau bởi dấu phẩy, được chưa?
Đấy. Xong đó tôi sẽ mà green thương hai số chia phép chia hai số là m chia cho n là như vậy thôi, được chưa? Cơ bản rất đơn giản, nhưng mà bài này tôi muốn xử lý sâu hơn một chút. Đây là bài số 6 nhé. Đây để thử cho bạn xem, nhưng bây giờ tôi muốn làm nào cho nó không bị bài này rất nhiều lỗi văng ra. Đây làm thử nhé. Này tôi nhập là nhập số tung này thì máy máy cũng báo lỗi, đó là time error nhé. Chúng ta nhớ là cái loại của nó nhé, time error nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái lỗi khác này. Bây giờ chúng ta nhập cái lỗi là đây là hai tuần nhập là 12 phẩy y bìa lên thành name error rồi đấy, name error nhé, rất nhiều lỗi khác nhau nhé. Bây giờ tôi nhập như thế này, tôi nhập là hai số chẳng như là 10 không zero division error, nó chia cho không. Mà bài này cho thấy là bài này có rất nhiều lỗi, nhưng mà tôi phân biệt lỗi chính là cái lỗi nhập sai. Như tôi nhập hai số cách nhau bởi số này là nó bay có lỗi nhỉ, đèn là syntax error thì không tính nhá, thì chịu. Như tôi muốn cho nó nhập sẽ nhập đúng rồi. Đây tôi nhập như này nhé, tôi nhập ví dụ như là 12 cộng kiểm soát một chút, chứ từ từ một chút thì kiểm soát xem lỗi là tôi thuộc loại gì thôi. Thế này chắc không lỗi đúng không, vẫn vẫn là không lỗi. Tôi dùng cái này thì tôi dùng cái khác vậy cho nó hay hơn cái bài này nữa. Vì như này nhé, bây giờ tôi sẽ không dùng cái này nữa, tôi dùng cái này này. Bây giờ nhập hai số bởi hai nhớ bởi bởi số cách nhé, bởi số cách để cho nó dễ đi, và chúng ta sẽ kiểm soát lỗi. Sẽ thầy nói nhé. Thôi, tôi cứ chia là thôi, tôi chia làm hai loại đi. Được. Bây giờ bài này nhé. Như vậy là tôi chia làm hai loại, một loại là nhập sai ngay từ đầu và hai là nhập sai nhập đúng nhưng mà n bằng không thì máy cũng báo cũng văng ra. Được chưa? Đấy. Thì làm như nào? Thì làm như này. Nhưng mà này như vậy tôi không xử lý, tôi xử lý lúc lệ chia làm hai loại, một loại là zero division error và loại thứ hai là cái lỗi còn lại, tức là lỗi là do name error gì đó thì làm như sau nhé. Nhưng mà này tôi phân biệt hơn rồi đấy. Thì như sau này, đây tôi dùng như này. Thì các bạn thấy là cái cách khác của lệnh try nhé. Đây. Sau đó này. Thì như sau nhé, except này. Đấy, bắt đầu này, zero này. Zero division error. Đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là sau except mà là cái từ là exception thôi, là chỉ chung chung với ngoại lệ, nhưng mà tôi chỉ ra cụ thể ngoại lệ thì green nó là phép toán, bị chia cho không, thông báo như vậy cho nó rõ ràng, như vậy là ta tránh được cái lỗi này nhé, thông báo này nhé. Và tiếp theo tôi có thể xử lý tiếp exception. Đấy. Thì tôi để chữ except exception. Hay quá, thấy như mình nơi khác trước rồi nhé, khác con lỗi rồi đấy. Đây green green nhập sai
chúng ta chia làm hai loại lỗi nhé. Số chia cho không, không tính được. Không tính được. Được chưa? Được sai. Đây. Nhé. Vừa nhập ra là 12,0. Mày bằng lỗi lại phải chia cho không. Đúng không? Vừa nhập là khác như này. Vừa nhập như này. Nhập sai. Đây. Bây giờ tôi muốn nhé. Bài này như sau. Bài này là tôi cho phép là nếu mà nhập sai thì phải nhập lại. Còn nếu không nhập sai thì máy tính được phép chia thương hai số. Còn nếu mà phép chia đó bằng chia cho không thì máy báo là không tính được vì nó chia cho không. Rồi. Như vậy sẽ chỉ cái bài này sẽ nếu mà n nhập vào không thì máy cũng dừng lại, không ra kết quả nữa. Nhưng mà nếu nhập sai thì máy yêu cầu là nhập lại. Rồi, sẽ làm như sau. Để chuyển rõ ràng là nhé, như vậy cho nên ta để là gì là y chu được chưa, hai chấm ở chỗ này lùi vào hết 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 được chưa. Rồi như sau nhé, thì nếu mà người dùng mà nhập sai đây thì cô nhập lại thì trên đây nó sẽ quay ở đây bỏ ngoài rồi. Còn nếu mà người dùng mà nhập qua cái được cái lệnh này lên tới đây rồi thì là tới đây rồi thì máy sẽ là vẫn còn thoát ra. Chúng ta để chữ break ở đây và ở đây nữa chúng ta để chữ break ở đây, lệnh break ở đây. Nhưng mà là hai cái break này là gì, nếu người dùng mà nhập tính toán đúng, nhập hai số đúng thì cũng chạy một lần thôi. Còn nếu mà nhập hai số đúng mà chia cho không thì báo là không tính được, nhưng cũng thoát ra chạy một lần thôi. Còn nếu mà nhập sai thì phải nhập lại cho anh đúng thì thôi. Chỗ này là không có, chỗ này là quay lên vòng lọc vô hạn, được chưa? Hãy chạy thử nhé. Rồi mình sẽ nhập lung tung này, nhập lại, nhập lung tung này, nhập lại, nhập lung tung này, nhập lại. Thì thấy nhiều hai số này 17,0 dừng lại, máy báo là bị chia cho không, không tính được. Bạn thấy không? Như vậy chúng ta đây làm cái bài tập nữa để thấy là ở đây là máy sẽ xử lý như sau này. Như vậy là cái lệnh try này nó còn có nghĩa như sau là except. Sau except chúng ta có thể mô tả một cái mã lỗi cụ thể và thông báo cái phần mà lệnh mà nếu có lỗi thì thông báo gì thì xử lý như thế nào của cái lỗi đó, được chưa? Thay vì mình tôi mô tả cho các bạn tổng quát cái lệnh try nhé, thì chúng ta hình dung đây là như thế này, cách xử lý của các phần là như thế này, đơn giản thôi. Đây tức là cái lệnh tổng quát của là như sau là try hai chấm xong các lệnh, đúng không? Lệnh 1, lệnh 2 ở đây, lệnh 1, lệnh n sau đó là except. Ôi dồi, yeah, bị xuống dòng except và chỗ này là cái mã lỗi, mã lỗi hai chấm xong phần đây là phần đây là những cái lệnh, các cái lệnh xử lý nếu mà gặp lỗi, đúng không, thì làm gì, thông thường nó là thông báo thôi. Xong ở dưới lại là một cái là một except nữa, except cái mã lỗi hai hai chấm lại một vài lệnh nữa ở đây. Được. Cứ như vậy mã lỗi n này, mã lỗi 1 này và cuối cùng là exception. Thế tức là đây là phần thông báo còn lại, thông báo các lỗi còn lại.
nếu có. Thì đây chính là cái phần, đây chính là cái lệnh tổng quát đây. Đây chính là cái lệnh tổng quát của cái tổng quát của cái lệnh try. Đấy, thấy các bạn thấy không này? Đấy, như thế này. Đây là cái cách mà Python xử lý lỗi, có lẽ là đây đây. Đấy, các bạn có thể thì trong cái quyển sách nó biết kỹ hơn rồi, đúng rồi, cũng là cũng vậy thôi, nhưng mà đây là phần chính. Như vậy là nó có thể là kiểm soát một hay là nhiều lỗi và xử lý từng cái mã lỗi một. Đây chưa là mã lỗi ngoại lệ đấy nhé, đây là cái mã lỗi ngoại lệ là như là lỗi ngoại lệ mà chúng ta biết rồi, như là value error này, time error này, name error này, đúng không? Zero division error này, nó chỉ có khoảng 20 cái lỗi, nhưng mà cái lỗi mà tôi vừa liệt kê ra là lỗi chính. Khi chúng ta mở file ra có một lỗi là file not exist error chẳng hạn, thì là có thêm một lỗi là lỗi đọc file nữa. Như vậy có chỉ có một vài file thì không, một vài lỗi, không có nhiều. Tổng số những lỗi chúng ta kiểm soát được thì khoảng khoảng nhỏ hơn 10, có hơn nhỏ hơn 10 loại lỗi error, nhiều loại lỗi ngoại lệ và chúng ta có thể kiểm soát được. Ngoại lệ và chúng ta học thuộc lòng tất cả các lỗi này và chúng ta sẽ xử lý. Đấy, thì đây là cách mà Python nó xử lý. Nó gọi là bắt lỗi, đúng rồi, cái này nó là bắt lỗi, nên nó gọi là bắt lỗi nhé. Để bảo đảm rằng thì là chương trình của chúng ta là không bị lỗi, kể cả lỗi về dùng tha hồ, mình dùng tha hồ nghịch ngợm, tha hồ gõ phím lung tung mà cũng không bị lỗi. Thông thường cái lỗi hay gặp nhất là lỗi input, là lỗi khi người dùng mà nhập dữ liệu vào. Nên các bạn thấy là trong những cái tất cả các phần mềm ấy là nó có cửa sổ chúng ta nhập liệu vào đấy, mà nó yêu cầu là nhập rất cẩn thận. Nếu chúng ta mà yêu cầu nhập số hoặc là nhập chữ vào là làm cái máy nó văng ra, chứng tỏ là cái chương trình đó là chưa bắt lỗi tốt. Nhưng còn nếu mà nó nhập số, chúng ta nhập yêu cầu nhập ngày tháng năm sinh mà chúng ta nhập chữ thì máy báo là bạn nhập sai rồi, bạn nhập lại, thì có phải là nhập chương trình thông minh không? Đây thì đây là cách chúng ta là học dạy cho học sinh cái phần này là để biết được là cách mà tổng quát là có thể kiểm soát lỗi như thế nào ở trong Python, cụ thể là cách bắt lỗi mà trong người ta gọi là bắt lỗi ngoại lệ, được chưa? Đấy, thì đó là một vài cái chú ý nhé. Đấy, thì phần này có rất nhiều bài tập khác nhau, chúng ta có thể chúng ta xem cái cuốn sách của tôi và ta ở nhà ta làm bài tập học ở trong cái phần này, được chưa? Thì tôi nói thêm một chút nữa này. Thật ra là cái trong Python nó còn rất là mạnh nữa, là nó không những là nó mà không những là nó có những cái lỗi có sẵn như này, mà nó còn cho phép chúng ta là định nghĩa được lỗi, tự động tạo lỗi và định nghĩa được lỗi. Cái này là cái sâu hơn một chút, các bạn có thể xem thêm cái cuốn sách của tôi nhé. Tức là chúng ta có cái lệnh là nó cho phép là chúng ta tạo ra cái lỗi, tạo ra cái lỗi thì muốn tạo ra lỗi thì muốn tạo lỗi thì chúng ta sẽ phải hơi phức tạp hơn, đúng không? Muốn tạo lỗi thì chúng ta sẽ phải để tôi làm tạo thử thêm một lỗi nhé. Thì cái lệnh mà tạo lỗi là cái lệnh raise, nó làm một cái từ khóa, một cái từ khóa lệnh raise nhé. Đây tôi làm thử một cái bài tập đơn giản để chúng ta hình dung, rất đơn giản thôi, là ở đây nhé. Cái bài hôm nãy tôi làm thêm một ví dụ nữa để chúng ta thấy là chúng ta có thể bắt lỗi được, là tự động bắt lỗi. Cái làm cái nữa tôi làm cái bài số 1 số 2 này, không nhớ cái bài nào ở đây này. Thì này, cái mà nếu chúng ta mà nhập một số nhỏ hơn không thì máy phải kiểm soát ở đây và thông báo lỗi là bạn đã nhập sai, xin bạn nhập lại. Như bây giờ tôi có thể biến cái này, biến cái việc chúng ta nhập nhỏ hơn không này thành lỗi nhé. Thì chúng ta làm như sau nhé, thì tôi làm thì tôi làm ở bên ngoài cho nó dễ, khỏi làm đây này nhé. Đây mình tôi làm như này để chúng ta thấy nhé. Đây bây giờ như này nhé, tôi tạo một cái hàm nhập đi, nhập dữ liệu đi nhé. Cái hàm này là như sau này, cái hàm mà tôi nhập từ bàn phím một số n bằng, mà tôi muốn kiểm soát được cái việc chậm này. Nếu mà người dùng mà nhập mà nếu mà người nhập sai, kiểm soát nhé.
Đây, đây. Hãy nhập một số. Nhập một số tự nhiên. Nhập một số tự nhiên nhỏ hơn 20. Tôi hơn 20 đúng không? Bây giờ như này nhé. Bây giờ để như này nhé. À, tôi làm như sau này. Tôi kiểm tra là nếu if này n nhỏ hơn 0 n lớn hơn hoặc bằng 20. Tôi yêu cầu là số n là phải làm số tự nhiên lớn hơn 1 và nhỏ hơn 20. Nếu nhỏ hơn bằng 0 mà lớn hơn 20 thì sẽ tôi muốn cái này thành một lỗi. Tôi sẽ tự tạo ra lỗi. Được chưa? Thì lại nói như sau. Tôi sẽ tạo ra lỗi, tôi dùng cái lệnh là raise. Raise. Đấy, lệnh raise này là một từ khóa nhé, là một từ khóa và tôi dùng là value error. Đây là cái cũng thể mở bỏ thật ra là cái này thêm thôi. Vì sao là như này? Bởi vì là tất cả thì tôi có thể bỏ qua, tôi có thể để như nào nhỉ? Để cái này cũng được. Để này. Và đây tôi return. Vì sao thôi cái này nói sau nhé. Đây là tôi tạo ra một cái lỗi, kiểu nó là dùng dùng ngay cái mã lỗi là value error tôi là nhập rằng là, nhưng mà tức là tôi tạo ra một cái lỗi là value error mới, lỗi quan hệ mới trong riêng cái chia hàm hàm này. Được chưa? Chạy thử nhé. Nhập này. Dữ liệu này. Đúng không? Nhập một số nhé. Nhiều nhập một số, nhập một số là 100. Mấy báo lỗi này. Không thấy báo lỗi nhỉ? Value. À, không phải, nhầm. Tôi viết lại, bị sai chỗ này. Đây phải là O chứ không phải là em. O. Được nhé. Đây. Chữ nhân này. Làm lại chỗ này nhé. Sửa lại một tí đây. Này tôi thiếu thiếu cái này. Đấy, nhảy nhé. Nhập dữ liệu. Đó. Thì như vậy đây là cái đây chính là cái lệnh mà tự tạo ra cái lỗi đi. Để enter này. Rồi. Bây giờ nhé tôi viết này. Tôi viết là k bằng nhập dữ liệu. Enter. Hay nhập số điện. Nhỏ 20. Nên tôi nhập là 10. Con là ngay và k sẽ đồng bằng 10 ngay. Mà tôi viết là k bằng nhập dữ liệu. Tôi nhập là một số là 100 thì máy báo lỗi này. Đây tự báo lỗi value error. Thông báo cái lỗi ra là chính là 100 này. Đấy. Thấy con nào? Đấy, thì đó là kia cách mà chúng ta dùng lệnh cái từ khóa dùng cái hàm range là một cái hàm. Đây không phải hàm lên lên từ khóa, đây là một từ khóa để tạo ra một cái mã lỗi mới. Được chưa? Rồi. Và bây giờ tôi làm như sau. Tôi làm nhé, tôi làm như này. Y to đây. Tôi viết là try k bằng nhập dữ liệu. Đúng không? Đấy. Nhập xong rồi tôi lập break. Break. Còn đây là exception đúng không? Green. Nhập sai rồi. Chạy thử nhé. Mình nhập một số nhập lung tung này, nhập một số
nhập một số như là 100 này, máy báo 33 từ. Đúng không? Nhập sai rồi nhập lại này. Tôi nhập là âm 9 này. 19. Sai rồi này. Tôi nhập lung tung này. 19. Là không hề lỗi này. 19 thử thầy. 19 sai ngay. Sai ngay. Sai ngay và ca bằng 19. Đây là một chương trình đơn giản thôi, là tôi đơn giản là tôi tạo ra cái hàm này. Cái hàm này là cái hàm mà tôi cho phép là tự động sinh ra một cái lỗi ngoại lệ của riêng tôi, của riêng cái hàm này, dùng lại cái mã lỗi chung của hệ thống mà dùng dưới dạng như thế này. Đấy. Thì cái từ variable nó là bản thân viết n này, nó làm cái lớp, nó là một class, một tất cả mọi cái mã lỗi của Python đều là các cái lớp cả. Chúng ta mô tả đây là tạo ra một cái đối tượng mới của cái tạo ra một đối tượng mới của cái lớp value error. Chúng ta không cần biết sâu đâu mà hiểu là đây là cách chúng ta tạo ra cái lỗi, tạo ra một cái mã lỗi ngoại lệ mới, được chưa? Cái này không dạy cho học sinh, cái này là phần ngoài chương trình, nhưng mà nó thêm để chúng ta thấy là cái Python là nó rất là mở như vậy, rất là thoáng, được chưa? Thôi chúng ta dừng nhau, dừng lại đây nhé. Hôm nay chúng ta dừng đây, hôm nay là phải nói là tôi đã nói xong toàn bộ tất cả cái phần tôi muốn nói liên quan đến cái gọi là mà phần Python cơ bản mà đúng theo chương trình mà sẽ có trong sách giáo khoa dạy cho lớp 10 nhé. Còn chúng ta còn 2 buổi nữa thôi, chúng ta sẽ làm bài tập và có thể tôi sẽ nói thêm một chút nữa và cho nói thêm những kiến thức mở rộng hơn nữa nhé, ngoài cái sách giáo khoa ra. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Sao? Dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ. Có gì không hiểu không? Cảm ơn thầy. Dạ, hiểu rồi. Dạ, hiểu. Dạ, hiểu rồi.